Xin chào mọi người, đến với nội dung của Băng Hóa Ma Trù tập 36 và 37. Tuyết Cực đã đồng ý với lời đề nghị của Niệm Băng. Sau khi chế tạo xong cuộn ma pháp thì hãy giao cho Tĩnh Tĩnh. Sau này, 10 cuộn ma pháp này sẽ làm của hồi môn cho Tĩnh Nhi. Còn Thành Ngạo Thiên Đao, ông trực tiếp đưa nó cho Niệm Băng rồi rời đi. Lúc này Niệm Băng cũng rời đi, để lại hai cha con Long Chí và Linh Nhi. Long Chí nói, hạnh phúc là do mình tạo ra. Nếu con thực lòng thích cậu ấy, cha cũng sẽ ủng hộ con. Đêm xuống, ở Thanh Phong Trai có hai vị thực khách. Sau khi gọi món, thấy thức ăn đã được tăng giá lên cao, họ đang cực tức giận thì Tuyết Cực và Niệm Băng tới giải thích với họ. Đây là bếp chính mới về của nhà hàng, món ăn cậu ấy làm chắc chắn còn tuyệt vời hơn cả cái giá 30 đồng vàng đã là ưu đãi với khách quen rồi. Vị khách nói, được, vậy để ta thử xem, rốt cuộc mùi vị thế nào mà lại tăng giá gấp đôi. Lúc này Niệm Băng bê lên một nồi canh cực thơm, khiến hai vị khách bất ngờ về mùi thơm này. Đây là món canh nhân sâm, Niệm Băng đã kết hợp cả băng và hỏa vào đó. Khi mở ra, hai vị khách này ăn vào cảm thấy cực kỳ ngon. Nước dùng đậm đà như sóng biển, cơn sóng này tiếp nối con sóng kia, đánh mạnh vào mùi vị. Hải sản tươi và nấm lớn bổ trợ cho nhau. Hương vị của mỗi loại nguyên liệu không ngừng thẩm thấu, hòa trộn, quả thực tươi ngon đến cùng cực. Đậm đà xen cay, cay mặn đồng đều, trong vị có vị, họ chưa từng ăn qua món nào ngon như thế này. Sau một hồi, cả hai vị khách đã ăn cạn sạch nồi canh, họ liền bỏ ra 300 tiền vàng cho thêm 10 phần. Nhưng Tuyết Cực nói, món ăn ở đây mỗi ngày chỉ phục vụ giới hạn mỗi ngày một phần, nếu ngài còn muốn ăn, ngày mai lại đến đi. Sáng sớm hôm sau, ở Thanh Phong Trai, khách đã xếp hàng từ tối qua, cực kỳ đông, mọi người đều bàn tán. Món ăn ở quán cực kỳ ngon, khách đến đông như hội. Ở phía Đại Thành Hiên không có một mống khách nào, biết được bên đó có một vị đầu bếp mới, cực trẻ mà siêu giỏi. Tên đầu bếp chính của Đại Thành Hiên ra ngoài nói với Liệu Nhị, cả đế quốc Băng Nguyệt Thành này, thậm chí là truyền nhân của Chu Trung Tiên, Minh Nguyệt, cũng là bại tướng dưới tay ta, không phải sợ. Lúc này ở bên Thanh Phong Trai, bá tước đại nhân cũng tới đây thưởng thức món ăn, ông khen không ngớt lời. Thì lúc này có một người tới báo, thành chủ đại nhân và Liệu Nhị đã tới. Hắn tới đây là để yêu cầu tỉ thí nấu ăn. Tất nhiên Niệm Băng lập tức đồng ý. Liệu Nhị lấy ra một món bảo vật và nói, nếu Thanh Phong Trai thua, phải gộp lại với Đại Hiền Thành. Bên trong hộp bảo vật này là nguyên tố ma pháp ánh sáng, bảo thạch đỉnh cấp hệ ánh sáng. Viên châu này tên là Thánh Diệu, hoàn toàn do nguyên tố ánh sáng ngưng tụ mà thành. Cả đại lục này chỉ có một viên. Vị bá tước đứng bên cạnh nói, lấy bảo vật như vậy để so với Thanh Phong Trai hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Tuyết Cực không đồng ý. Lúc này Tuyết Tĩnh đã điền máu, lao tới tấn công Liệu Nhị. Cả hai quyết đấu bằng đấu khí. Sau cùng Tuyết Tĩnh bị thua một chút. Cô lập tức nhảy lên, nhưng bị đánh lui. Cô đành xuất quyền trục ma pháp. Những mũi tên băng xuất hiện, tấn công liên tục. Liệu Nhị lập tức trời bẩn. Hắn tầm độc vào đòn công tiếp theo, ném về phía Tuyết Tĩnh. Rất may cha cô đã đón đỡ kịp thời, rồi lao tới tấn công Liệu Nhị, nhưng bị tên chủ thành cản lại,